Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nón cho bé từ 2 đến 4 tuổi. Với cái phần ở trên là mũi chữ V. Mình dùng len cô tông miêu và kim móc 3mm, số 5, 3mm. Đầu tiên các bạn móc giùm mình 5 mũi bính. Đây các bạn lấy len mũi thứ nhất, 2, 3, 4, 5. Và các bạn quay lại mũi bính đầu tiên, móc vào đây giùm mình một mũi dời. Cái đến móc lên giùm mình 4 bính, 1, 2, 3, 4. Và móc vào trong vòng tròn giùm mình một mũi kép đơn. Cái đến sẽ là móc lên một bính và trong vòng tròn một mũi kép đơn. Móc lên một bính, một mũi kép đơn. Các bạn thực hiện giùm mình cho đến khi đủ 12 mũi như thế này, tính luôn 3 bính đầu tiên. Và ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, móc thêm giùm mình 8 mũi vào trong vòng tròn nữa. 1, 1 bính. 2, 1 bính. 3, 1 bính. 4 bính. 5 6 7 8. Vậy chúng ta có 12 mũi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các bạn dùng mũi dời nối vào giùm mình 1, 2, 3, nối vào cái chân bính thứ 3 giùm mình. Mũi dời. Kết thúc vòng thứ nhất, các bạn móc vòng thứ hai giùm mình. Đầu tiên các bạn móc giùm mình một mũi dời vào trong cái khoảng trống này. Sau đó móc lên giùm mình 4 bính, 1, 2, 3, 4. Và cùng khoảng trống này các bạn sẽ móc giùm mình một mũi kép đơn. Kế đến khoảng trống ở bên, các bạn móc vào đây giùm mình mũi kép đơn thứ nhất, 1 bính và một mũi kép đơn chung chân. Khoảng trống kế bên, mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai chung chân. Như vậy các bạn lặp lại tương tự cho đến cuối vòng giùm mình. Cứ mỗi khoảng trống ở giữa này sẽ là một mũi kép đơn, một bính và một mũi kép đơn. Đến cuối vòng thứ hai, các bạn dùng mũi dời nối vào giùm mình ở chân len thứ ba. Sau đó móc tiếp giùm mình vòng thứ ba, các bạn móc giùm mình một mũi dời vào ở giữa này. Kế đến móc lên giùm mình 4 bính, 1, 2, 3, 4. Cùng chân len, cùng ô len phía dưới này, các bạn sẽ móc giùm mình một mũi kép đơn. Kế đến các bạn móc tiếp vào chân len kế tiếp một mũi kép đơn, một bính và một mũi kép đơn chung chân. Sau đó các bạn móc vào ô trống ở phía dưới này. Ở đây có những cái ô trống, bỏ qua chân len này, móc vào cái ô trống này mũi kép đơn thứ nhất, một bính và mũi kép đơn thứ hai chung chân. Tiếp tục bỏ qua một chân len, móc vào chân len ô trống này giùm mình mũi kép đơn thứ nhất,
một bánh và một mũi kép đơn thứ hai. Ở đây các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ móc hai cột như thế này, một, cho nên chân len kế bên này các bạn sẽ móc giùm mình một mũi kép đơn, một bánh và mũi kép đơn chung chân. Như vậy các bạn móc giùm mình một cột, một cột sẽ gồm hai cái mũi chữ V như thế này, kế đến bỏ qua một chân len, một mũi chữ V, bỏ qua một chân len, móc hai mũi chữ V. Tiếp tục ở đây bỏ qua một chân len, các bạn móc vào đây mũi chữ V, một mũi kép đơn, một bính và một mũi kép đơn. Như vậy chúng ta sẽ có hai cụm, các bạn móc tương tự cho đến cuối vòng giùm mình. Sau khi các bạn móc xong giùm mình vòng thứ ba, các bạn dùng mũi dời nối vào cái chân bính thứ ba giúp mình. Móc tiếp giùm mình vòng thứ 4. Các bạn móc vào đây giùm mình một mũi dời. Sau đó móc lên giùm mình 1, 2, 3, 4. Cùng chân này các bạn sẽ móc giùm mình một mũi kép đơn. Kế đến bỏ qua chân len này, các bạn móc vào ô chữ V này giùm mình mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai. Ở đây các bạn thấy hai ô chữ V ở dưới, bên này một ô chữ V, các bạn sẽ móc giùm mình mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai. Chân ô trống sát bên này các bạn móc một chữ V tương tự giùm mình, mũi kép đơn, một bính và mũi kép đơn thứ hai. Như vậy các bạn sẽ xong một cụm. Các bạn móc cụm thứ hai. Ở đây có hai ô chữ V và một ô chữ V dưới này, thì chúng ta sẽ móc vào đây một chữ V, 2 3 4. Móc vào chữ V thứ nhất, mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai, ô chữ V bên cạnh, mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai, ô chữ V kế tiếp, mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai, chung chân. 1, 2, 3, chân len kế bên này, các bạn sẽ móc vào đây mũi kép đơn thứ nhất, một bính và mũi kép đơn thứ hai. Các bạn thực hiện tương tự giùm mình cho đến hết vòng, một cụm, hai cụm. Các bạn móc tiếp giùm mình. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 4, các bạn dùng mũi dời nối vào giùm mình. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm 4 như thế này. Mũi dời nối vào cái chân bên thứ 3. Ở vòng thứ 5 các bạn sẽ móc tịnh tiến. Ở đây chúng ta sẽ có một cụm 4, thì ở vòng thứ 5 các bạn sẽ móc là cụm 5, 6 cụm 5 giúp mình. Đầu tiên các bạn dùng mũi dời trượt vào ở giữa cái mũi chữ V này giúp mình, móc lên 1, 2, 3, 4 bính. Cùng chân chữ V này sẽ là một mũi kép đơn. Chân chữ V thứ hai, các bạn sẽ móc mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai. Chân kế bên này, một mũi chữ V, một bính và mũi kép đơn thứ hai. Hai chữ V kế bên, chúng ta sẽ móc vào trong giữa chữ V, mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ nhất, một bính, mũi kép đơn thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ có một cụm 5 đầu tiên ở đây. Các bạn móc
tương tự giùm mình. Ở đây sẽ là 4 chữ V ở cái hàng thứ tư, thì hàng thứ năm các bạn sẽ móc vào đây 1 chữ V, 2 chữ V, ở giữa đây 1 nữa là 3, 4, 5. Mũi kép đơn một bính. Mũi kép đơn. Chữ V thứ nhất, chữ V thứ hai. Mũi kép đơn một bính. Mũi kép đơn ở giữa này là mũi chữ V thứ ba. Một bính, một mũi kép đơn. Thứ tư. Thứ năm. Một bính, một mũi kép đơn. Các bạn thực hiện tương tự cho đến cuối vòng giùm mình. Như vậy chúng ta sẽ có thêm 4 cụm 5 như thế này nữa. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 5, các bạn dùng mũi dời nối vào giùm mình. Chúng ta cũng nối mũi dời vào chân lên thứ 3. Sau đó móc vào giữa cái khoảng trống này giùm mình một mũi dời nữa để móc hàng thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở hàng thứ 6 chúng ta sẽ tăng thêm một mũi chữ V. 1, 2, 3, 4, 5 ở hàng thứ 5. Hàng thứ 6 chúng ta sẽ tăng thêm một mũi ở đây. Các bạn móc lên giùm mình 4 bính. 1, 2, 3, 4. Cùng chân lên này sẽ là một mũi kép đơn ở ô chữ V thứ 2. Một bính, một mũi kép đơn. Thứ ba. Một bính, một mũi kép đơn. Thứ tư. Một bính, một mũi kép đơn. Chữ V thứ năm. Một bính, một mũi kép đơn. Sau khi móc xong 5 chữ V vào 5 chữ V ở hàng dưới, các bạn móc tiếp vào cái chân bên cạnh đây là thứ 6. Mũi chữ V thứ 6. Một mũi kép đơn. Một bính và mũi kép đơn thứ hai trên chân. Như vậy chúng ta đã xong cụm thứ nhất, các bạn móc 5 cụm còn lại giúp mình. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Và chân bên cạnh này các bạn sẽ móc giùm mình thêm một mũi chữ V nữa. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 6 gồm 6 cụm 6 như thế này. 1, 2, ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Còn cụm cuối cùng. Một bính, một mũi kép đơn. Các bạn dùng mũi dời nối vào giùm mình. Móc tiếp giùm mình vòng thứ 7. Ở vòng thứ 7 chúng ta sẽ không tăng nữa, cho nên là các bạn móc giùm mình mỗi ô chữ V sẽ là một ô chữ V, một mũi dời và cái chữ V đầu tiên. Móc lên giùm mình 1, 2, 3, 4 bính. Kế đến sẽ là một mũi kép đơn. Bỏ qua khoảng trống này, móc vào ô chữ V giùm mình. Một bính, một mũi kép đơn. Tiếp tục bỏ qua ô trống này, móc vào ô chữ V. Một mũi kép đơn, một bính, một mũi kép đơn. Ở vòng này các bạn cứ lặp lại giùm mình. Ô chữ V ở dưới này các bạn móc vào ô chữ V này, một chữ V như thế này là một mũi kép đơn, một bính, một mũi kép đơn. Một mũi kép đơn, một bính, một mũi kép đơn trên chân. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho những cái ô chữ V này giúp mình cho đến cuối vòng. Sau khi các bạn móc xong giùm mình vòng thứ 7, các bạn móc tiếp giùm mình vòng thứ 8 tương tự như vòng thứ 7. Ở đây mình sẽ trượt một mũi dời vào ở giữa chữ V. Móc lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Và cùng cái chân này sẽ là một mũi kép đơn.
trên chữ V bên cạnh sẽ là một mũi khép đơn, một bính, một mũi khép đơn. Các bạn móc hàng thứ 8 và các hàng còn lại tương tự như hàng thứ 7. Chúng ta sẽ không tăng nữa. Và móc xuống cái phần thân nón. Khi đủ chiều cao của nón thì các bạn dừng lại. Các bạn cứ móc giùm mình vào chữ V này. Sau khi các bạn móc giùm mình vòng thứ 8 tới vòng thứ 15, mình sẽ dừng lại và thay len màu khác. Ở đây các bạn móc cho mình một bính, sau đó nối vào với cái nón. Mình nối vào đây với một mũi dời, móc lên một bính và ở mỗi chân len các bạn sẽ móc giùm mình một mũi đơn. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giùm mình mỗi chân len một mũi đơn. Sau khi các bạn móc xong giùm mình vòng thứ 16 toàn bộ bằng mũi đơn, các bạn thay lại len màu tím và móc hàng vành giúp mình. Móc lên giùm mình một bính và ở cái bành đầu tiên chúng ta sẽ móc ở chân len phía ngoài thôi. Các bạn móc giùm mình mũi đơn thứ nhất, thứ hai, ba, bốn. Chân len kế bên các bạn sẽ móc giùm mình hai mũi đơn chung chân. Bốn chân len kế tiếp, mỗi chân len các bạn sẽ móc giùm mình một mũi đơn và các bạn chỉ móc ở cái chân len phía ngoài giúp mình. Hai, ba, bốn. Chân len kế bên sẽ là hai mũi đơn, hai mũi đơn chung chân. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giùm mình, chỉ móc ở chân len phía ngoài và bốn mũi đơn bình thường. Tiếp theo sẽ là hai mũi đơn chung chân, bốn mũi đơn bình thường, hai mũi đơn chung chân. Sau khi các bạn móc xong hàng vành thứ nhất, các bạn dùng mũi dời nối lại, móc giùm mình hàng thứ hai, thứ ba, móc lên một bính. Ở hàng thứ hai, thứ ba này mỗi chân len các bạn sẽ móc giùm mình một mũi đơn. Chúng ta sẽ không tăng ở hai hàng này. Các bạn cứ móc lần lượt giùm mình mũi đơn cho đến hết vòng, dùng mũi dời nối lại, móc lên một bính và móc tiếp giùm mình hàng thứ ba. Sau khi các bạn móc xong giùm mình hàng vành thứ ba, ở hàng vành thứ tư các bạn sẽ tăng mũi giùm mình, móc lên giùm mình một bính, móc giùm mình chân len thứ nhất mũi đơn, thứ hai, ba, bốn, năm. Chân len kế bên sẽ là tăng một mũi bằng cách móc hai mũi đơn chung chân. Như vậy ở hàng này các bạn sẽ móc giùm mình 5 mũi đơn bình thường và 1 mũi tăng, 5 mũi bình thường, 1 mũi tăng. Hết hàng thứ
tư này các bạn móc giùm mình hàng thứ năm, thứ sáu không tăng, mỗi chân len chúng ta sẽ móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5 chân len thứ sáu kế bên, 2 mũi đơn chung chân. Các bạn thực hiện giùm mình vòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sau khi các bạn móc xong giùm mình hàng thứ sáu, các bạn móc lên một bến móc vòng thứ bảy. Ở vòng thứ bảy chúng ta sẽ móc tăng. Các bạn móc giùm mình mũi đơn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu. Và chân len thứ bảy chúng ta sẽ móc hai mũi đơn chung chân. Như vậy ở hàng thứ bảy này các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi đơn bình thường, 1 mũi tăng, 6 mũi đơn bình thường, 1 mũi tăng cho đến cuối hàng. Hàng thứ 8, thứ 9 các bạn sẽ móc bình thường mỗi chân len 1 mũi đơn không tăng. Sau khi các bạn móc xong giùm mình hàng vành thứ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bạn thay len màu khác và móc cái vành cuối cùng giùm mình. Ở vành cuối cùng này mình sẽ làm vành sò. Các bạn nối len vào. Móc lên giùm mình một bến. Ở chân len này, dưới này các bạn sẽ móc giùm mình một mũi đơn. Sau đó các bạn bỏ qua hai chân len, móc vào chân len thứ ba giùm mình 5 mũi kép đơn chung chân, mũi kép đơn thứ nhất, thứ hai, 3, 4, 5. Bỏ qua một chân len, các bạn móc vào chân len kế bên một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua hai chân len, móc vào chân len kế bên 5 mũi kép đơn, 1 2 3 4 5. Bỏ qua một chân len kế bên này sẽ là một mũi đơn. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giùm mình. Cuối cái vòng thứ 10, vòng sò này các bạn dùng mũi dời nối vào, cắt len đi và thay lại cái len màu tím giúp mình để mình làm cái vòng cuối cùng. Ở đây vòng cuối cùng mình sẽ làm thêm một vòng mũi đơn nữa. Các bạn xoay một vòng kim, móc mỗi chân len một mũi đơn giúp mình. Các bạn cũng có thể móc mũi đơn bình thường đều được. Mình móc mũi đơn mình xoay vòng kim như vậy để cái này nó ngã ra phía trước. Sau khi hoàn thành vòng thứ 11, các bạn trang trí thêm phần bông cho nón. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một cái nón cho bé từ 2 đến 4 tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.